Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 17 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, mây nhiều vào buổi sáng là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra phía đông. Đới gió đông đẩy hơi ẩm từ biển vào khiến cho trời âm u, sương mù kèm theo mưa nhỏ rải rác. Đến trưa và chiều, khi đới gió đông ẩm hoạt động yếu thì Bắc Bộ trời giảm mây, có nắng, nhiệt độ ấm áp ở mức từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có nắng sớm nên nhiệt cao hơn từ 27 đến 30 độ. Đến cuối tuần này, vào khoảng đêm 20 tháng 3, sẽ có một khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Thời tiết khu vực quay lại với kiểu hình có mưa phùn, độ ẩm cao dù nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 20 đến 23 độ. Sang ngày 21 tháng 3 trời rét về đêm, ban ngày trời lạnh. Khối không khí lạnh suy yếu cũng làm cho thời tiết miền Trung có sự phân hóa. Ở khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, là vùng chịu ảnh hưởng của đới gió đông ẩm nên vào đêm và sáng mây nhiều, có sương mù nhẹ. Còn ban ngày thì trời có nắng muộn và yếu, nền nhiệt trưa chiều ở mức từ 27 đến 30 độ, một số nơi vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 31 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận không nằm trong vùng ảnh hưởng của gió đông, nên ban ngày trời nắng sớm, với nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 24 giờ tới, áp cao cận nhiệt đới có vị trí và cường độ ít thay đổi, kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Vì vậy, nắng nóng vẫn xuyên suốt từ sớm tới chiều muộn ở cả hai khu vực này. Nắng nóng diện rộng vẫn xảy ra nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Còn với các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ dịu hơn một chút ở mức từ 32-34 độ và mức nhiệt từ 30-33 độ là tại vùng cao Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau ngày 18 tháng 3, hoạt động của nhiễu động yếu dần, đợt nắng nóng lại xuất hiện và có thể kéo dài đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 17 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, vùng núi đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi,
không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía đông gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.